tài hoạ đi khác. Xin chào các bạn. Đến cuối tháng 3 này, nhiều bộ phim mới hứa hẹn bùng nổ màn ảnh Thái với các tác phẩm chất lượng. Vậy, đến cuối tháng 3 này, những bộ phim mới nào sẽ lên sóng? Cùng mình tìm hiểu nhé! Sáu, Lan tỏa tình yêu. Phim với sự tham gia các diễn viên Min Jalida, Toi Bomsakon. Phim hư là tâm lý, tình cảm. Sau khi chịu đựng sự hành hạ liên tục về thể xác và tâm lý từ người chồng lừa dối và người mẹ kiểm soát, Lalita quá đau lòng để chịu đựng cuộc hôn nhân của mình. Sau khi ly hôn, cô bắt đầu hành trình trưởng thành và thăng tiến bản thân để chứng minh rằng không có một cô gái nào cần một người đàn ông để xác định được giá trị của mình. Lalita gặp Toi, người muốn hàn gắn trái tim tan vỡ của cô, xây dựng sự tự tin và giúp cô vượt qua những trở ngại. Đón xem Lan tỏa tình yêu lúc 20:20 thứ hai, thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21/3 trên đài CS3. Mày phải xuống gặp mẹ cũ. Lúc lưu tại là con như mình đi đi thằng nát rồi. Mày thằng này, mày khóa của mày ông mà khuôn. Thâm kế độc tình. Phim với sự tham gia các diễn viên Brian Nora Fast, Marie Donner, Vi Nam Thiết. Phim vừa tâm lý tình cảm. Nội dung phim kể về Phim là một cô gái trẻ, mũm mĩm dễ thương, bị Phơi và Lisa âm mưu giết hại để lấy tài sản. Chỉ có một điều, cô ấy không chết, hồi sinh, biến thành một người phụ nữ xinh đẹp để trả thù. Joe là con trai của chủ tiệm phở, người hợp thức Phim nhưng không đủ can đảm để nói với cô ấy. Đau lòng vì chưa bao giờ nói với cô, nếu có một cơ hội khác để yêu, anh ấy sẽ không ngần ngại nói ra cảm xúc của mình. Đón xem Thâm kế độc tình lúc 20:20 thứ hai, thứ ba hàng tuần, và từ ngày 21/3 trên đài One 31. Tám, khoảnh khắc hồng tình yêu. Phim với sự tham gia các diễn viên Phoen Nopsira, Tri Borabat, Toi Bat Hom Bong. Phim vừa tâm lý, tình cảm. Nội dung phim kể về mối tình tay ba phức tạp giữa một người phụ nữ và hai anh em. Một người cô ấy đang yêu, một người cô ấy đã đến hôn. Đón xem khoảnh khắc hồng tình yêu lúc 20:20 thứ tư, thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23/3 trên đài One 31. แค่ลูกคนจนๆมันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะปิดปากไปเลยก็มึงขายตัวให้มันไงเป็นแค่ผู้หญิงขายตัวชิ้นบุกชิ้นอันแยกฟิล์มด้วยสื่อทำแซ่บผู้เขียนเพลงอินดี้อินทัชเจอที่กุมบอลฟิล์มเพื่อทำรีสึงกันเนื้อเรื่องฟิล์มเกี่ยวกับนีน่าlà một ca sĩ nổi tiếng. Một ngày không may, cô ấy phát hiện ra mình là Rasu. Cùng với sự giúp đỡ của người yêu, Nina sau đó bắt tay vào hành trình hóa giải lời nguyền. Đón xem cuộc chiến âm nhạc lúc 19:00 thứ hai đến thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21/3 trên đài CS8. Mười, Chú gấu thần kỳ. Phim với sự tham gia các diễn viên In Sarin, Zub, Fusabon. Phim hồi ra Mỹ, tình cảm. Nội dung phim kể về Nat, có một người bạn thân thiết là chú gấu khổng lồ Tao Hu. Cả hai gắn bó với nhau hơn 10 năm. Đột nhiên, chú gấu Tao Hu biến thành một chàng trai trẻ mà Nat không hề hay biết. Tao Hu không nhớ bất cứ điều gì về bản thân và cố gắng tìm ra lai lịch của mình. Nhưng câu chuyện dần trở nên phức tạp khi Tao Hu đem lòng yêu Nat và xuất thân của anh cũng liên quan đến bí mật đen tối của gia đình chủ nhân. Đón xem Chú gấu thần kỳ lúc 20:20
thứ sáu chủ nhật hàng tuần, bắt đầu ngày 27 tháng 3 trên đài CH3. Mึงเป็นใครครับมึงเข้ามาทําไมมึงจะเอาอะไรกูยอมให้มันอยู่บ้านจริงใช่มั้ยเนี่ยยังไงกูไม่ไว้ใจมัน 100% ไม่รู้มันวางแผนอะไรไว้อีกป่ะมึงทําอะไรเนี่ยมือ1 nói đến vì linh hồn phim với sự tham gia các diễn viên Nut Nutchabon Kan Kashide phim hồi ra Mỹ tình cảm nội dung phim kể về bác sĩ Ba Can một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. Tuy nhiên, trong khi anh ấy đang cố gắng cứu sống bệnh nhân, thì thần chết hiện ra mỗi ngày để cố gắng lấy đi linh hồn của những người kia. Họ làm việc đối lập nhau, một người thu thập linh hồn của người chết, người kia phải cứu sống họ trước khi họ đến trạng thái đó. Thì câu chuyện tình yêu giữa thần chết và một bác sĩ sẽ bắt đầu. Đón xem, có đến vì linh hồn lúc 23 giờ thứ tư hàng tuần, bắt đầu ngày 23 tháng 3. Trên đài GMM25. Mình phần bên trên này. Vậy là mình vừa giới thiệu những bộ phim Thái sẽ đang sóng nửa cuối tháng 3 này. Cùng mình bạn sách nào. Đón xem phim mới ra đang sóng tháng 4 sẽ được phát sóng trên kênh trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc số web tháng 3. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like và share nó. Nhấn subscribe để theo dõi những video thấy của kênh. Cũng như cả những thông tin mới nhất về phim ảnh Thái Lan tại fanpage. Mời Linh, hẹn gặp lại những video lần sau. รอได้ไหมวันที่เวลาจะพาเราพบกันอาจมีสักวันที่เราเดินตรงเวลาวันที่เข็มนาฬิกาของฉันตรงกับเธอและในวันนั้นที่เวลาได้หมุนเราให้เจอจะกอดเธอไม่ให้เธอจากไปไหนฉันรอได้ไหมมีฉันที่รอเธอนานแค่ไหนคนที่ฉัน